cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Trong một ngày, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân khiến 3 người tử vong. Chiều ngày 3 tháng 3, lực lượng công an tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ nhiều vụ phát hiện thi thể người trên địa bàn. Theo đó, sáng ngày 3 tháng 3, Nhân viên bảo vệ đi kiểm tra một vòng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Dương, phường Thuận giao, thành phố Thuận An như thường ngày thì thấy nam thanh niên nằm úp mặt dưới nền đất bên trong nghĩa trang. Khi bảo vệ đến gần kiểm tra thì phát hiện người này đã tử vong nên trình báo công an. Tại hiện trường, người đàn ông khoảng 30 đến 35 tuổi nằm chết úp mặt dưới bãi cỏ. Nạn nhân mặc quần jean, áo thun trắng ngắn tay, không đi giày dép. Trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, miệng chảy máu. Theo nguồn tin cho biết, người này đã leo tường vào bên trong Nghĩa Trang. Khu vực người này tử vong là bãi đất trống, cách tường rào Nghĩa Trang khoảng 10 mét. Còn lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, Nghĩa Trang liệt sĩ luôn có nhân viên bảo vệ, ban ngày mở cửa cho người thân đến viếng, ban đêm kéo rào lại. Hiện, thi thể nam thanh niên đã được đưa về nhà xác để tiến hành khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân cái chết. Cùng ngày, tại phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, Người dân phát hiện nam thanh niên tử vong ở bãi đất trống bên đường NA7. Đến 12 giờ trưa cùng ngày, lực lượng chức năng phường Thuận giao vẫn đang phong tỏa hiện trường để thực hiện công tác khám nghiệm điều tra. Người dân cho biết, nam thanh niên này ở cùng với vợ tại nhà trọ gần hiện trường. Tối ngày mùng 2 tháng 3 có xảy ra cãi vã với vợ. Đến sáng ngày mùng 3 tháng 3 thì phát hiện người này tử vong. Ngoài ra, công an tỉnh Bình Dương cũng đang làm rõ nguyên nhân khiến chị BTMT, 29 tuổi, quê Lạng Sơn tử vong. Theo đó, sáng cùng ngày, người dân sinh sống tại trung cư Emerald Golf View, quốc lộ 13, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An đang chuẩn bị đi làm thì nghe tiếng động lớn phát ra từ khu vực trước sảnh ra vào. Kiểm tra thì tá hỏa thấy một người phụ nữ đang nằm bất động giữa vũng máu. Bảo vệ nhanh chóng trình báo sự việc lên cơ quan chức năng. Nhận tin báo Công an thành phố Thuận An, công an tỉnh Bình Dương phối hợp điều tra, xác định chị T là người đang sinh sống tại tầng 23 của chung cư trên. Hiện nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị này đang được điều tra làm rõ. Công an huyện Bầu Bàng tỉnh Bình Dương đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh tổ chức chốt chặn, truy bắt 4 đối tượng thực hiện vụ cướp tiệm vàng tại huyện Bầu Bàng. Gần 12 giờ cùng ngày, bốn đối tượng đều mặc quần dài, áo khoác, đeo khẩu trang che kín mặt, đi trên hai xe máy tới tiệm vàng BQ trên quốc lộ 13 thuộc KP Bầu Long, thị trấn Lai Uyên, huyện Bầu Bàng. Tại đây, nhóm người trên dùng một đồ vật có hình dáng giống súng rulo đe dọa những người có mặt và cướp đi số lượng lớn vàng với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng. Sau khi gây án, nhóm người trên đã lên hai xe máy hiệu Yamaha Exciter Màu đỏ và trắng tẩu thoát khỏi hiện trường, chia ra nhiều hướng để bỏ trốn. Thời điểm xảy ra vụ cướp là ban trưa, người dân qua lại vắng nên không ai để ý. Biển số xe của nhóm này cũng được camera an ninh ghi lại gồm 93P230781 và 54N15536. Nhận tin báo, công an nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường truy bắt các đối tượng. Theo thông tin ban đầu, nhóm đối tượng gây án có 4 người, gồm 2 nam, 2 nữ. Thời gian gần đây trên cả nước đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp tiệm vàng. Gần đây nhất vào ngày 29 tháng 2, tin từ Công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết đang truy xét một thanh niên vào tiệm chơi game rồi dùng dao khống chế thu ngân để cướp tài sản. Theo thông tin ban đầu và camera ghi lại, vào khoảng 16 giờ 40 phút ngày 27 tháng 2, tại tiệm bắn cá HL trên đường Trường Trinh, phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết, có một thanh niên đội nón bảo hiểm màu trắng đỏ mặc áo khoác đen, đi từ ngoài đường vào tiệm giật chiếc điện thoại di động hiệu Oppo giá 10 triệu đồng của cô gái phục vụ trong tiệm game. Sau đó, thanh niên này đi đến quầy thu ngân, rút con dao Thái Lan mang theo đe dọa chị ZTBT là thu ngân của tiệm và yêu cầu chị T đưa tiền. Chị T làm theo yêu cầu, mở ngăn kéo của bàn làm việc ra để lấy tiền, nhưng chưa kịp lấy thì thanh niên này đã giật lấy số tiền 24,75 triệu đồng và bỏ lại chiếc điện thoại đã giật trước đó rồi tẩu thoát. Công an thành phố Văn Thiết đã triển khai lực lượng thu thập thông tin, lấy lời khai của người có liên quan và khẩn trương truy xét. Theo thông tin được biết, bước đầu công an đã xác minh và xác định được kẻ nghi vấn, tuy nhiên người này hiện không có mặt tại nơi cư trú. Hay như trước đó tại thị trấn Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 30 tháng 11 năm 2023, tại tiệm vàng MT xảy ra vụ việc hai đối tượng dùng súng để cướp vàng. Ngay sau khi nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an các đơn vị địa phương nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, tổ chức truy bắt đối tượng gây án. Trong đêm, công an đã bắt giữ lại Thế Việt, 21 tuổi, ngụ xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng khi Việt đang trốn ở Tiền Giang. Đối tượng còn lại là Huỳnh Hải Quang, 37 tuổi, ngụ khóm 9, phường 4, thành phố Trà Vinh trên đường tháo chạy đã bị tai nạn giao thông ở xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh và tử vong tại chỗ. Cảnh sát điều tra công an tỉnh Trà Vinh thu giữ hai khẩu súng, 75 viên đạn trì, một xe ô tô, nhiều đồ vật có liên quan, tập trung truy tìm số vàng bị cướp để trả lại cho bị hại. Công an xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh phát thông báo tìm kiếm nữ sinh Nguyễn Thị Huyền Đê, sinh năm 2006, học sinh lớp 11, trường trung cấp nghề Hà Tĩnh. Cơ quan chức năng cho biết Đê đã mất liên lạc với gia đình đã mấy ngày nay. Theo người thân em Đê, vào chiều ngày 26 tháng 2, Đê rời khỏi nhà đi chơi. Khi đi, Đê mặc áo phao màu đen, quần đen, mang ba lô màu trắng, đi dép màu nâu có hình chữ hát. Bà Trần Thị Cảnh, mẹ em Đê cho biết, vào thứ Hai ngày 26 tháng 2, cháu có xảy ra xích mích với gia đình về việc dùng điện thoại quá khuya, tuy nhiên những ngày sau vẫn cư xử bình thường. Đến chiều thứ Sáu ngày 1 tháng 3, sau khi đi chơi thì cháu không về, gia đình đã tìm kiếm, cầu cứu cơ quan chức năng nhưng vẫn không có thông tin gì về cháu. Hiện gia đình đang rất lo lắng, ai biết được cháu đang ở đâu, xin vui lòng liên lạc theo số điện thoại 0913 943 699, bà Cảnh thông tin thêm. Trước đó, cuối tháng 2 năm 2024, tại Gia Lai cũng xảy ra vụ nữ sinh 16 tuổi mất tích bí ẩn sau khi đi học. Cụ thể, khoảng 12 giờ ngày 24 tháng 2, nữ sinh VTML, 16 tuổi, lớp 10 trường trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, đi học bằng xe máy 81AU014.71. Đến 16 giờ cùng ngày, cô giáo chủ nhiệm gọi điện thông báo cho gia đình về việc ML vắng học lo lắng cho sự an nguy của em L. Chiều ngày 25 tháng 2, gia đình đã trình báo sự việc với công an nhờ vào cuộc tìm kiếm. Đến chiều hôm sau ngày 26 tháng 2, nữ sinh L được tìm thấy trong phòng trọ của một bạn nữ trên địa bàn thị trấn Iaka, huyện Iagrai, Gia Lai. Liên quan đến sự việc, công an đã tạm giữ hình sự đối với Trần Ngọc Hát, 20 tuổi, ngụ huyện Iagrai để điều tra về hành vi giao cấu với người chưa thành niên. Được biết, giữa Hát và L có quan hệ tình cảm với nhau. Mới đây, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc cố ý gây thương tích khiến hai mẹ con bị trọng thương. Các nạn nhân gồm chị Nguyễn Thị Hát, 51 tuổi, và bà Dương Thị Đê, 75 tuổi, mẹ đẻ chị Hát. Cả hai cùng trú tại thôn Quế Sơn, xã Thái Sơn. Nghi phạm gây án được xác định là Nguyễn Văn Tích, 51 tuổi, chồng chị Hát. Người này đã dùng hung khí tấn công vợ và mẹ vợ. Theo lãnh đạo địa phương, tích là lao động tự do, thường xuyên trụ chè và hành hung vợ con, không chịu được sự bạo hành của chồng nên chị Hát đã về nhà mẹ ruột để ở. Khoảng 23 giờ ngày 1 tháng 3, sau khi uống rượu, Tích đã tìm đến nhà cụ Đê và yêu cầu chị Hát trở về nhà. Tuy nhiên, chị Hát không đồng ý nên xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Lúc này, Tích đã dùng dao tấn công khiến chị Hát bị thương ở mặt, tay, bụng. Còn cụ Đê cũng bị thương tích ở vùng bụng. Sau khi sự việc xảy ra, Tích đã rời khỏi hiện trường cầm theo dao nhọn bỏ trốn bằng xe mô tô. Các nạn nhân được nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Theo lãnh đạo xã Thái Sơn, vụ việc khiến bà Hát và cụ đê bị thương rất nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Bắc Giang, hiện đã qua cơn nghi kịch. Nhận được thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa đã có mặt xử lý vụ việc, đồng thời truy tìm Nguyễn Văn Tích. Quá trình bỏ trốn tích đã vào một nhà nghỉ ở thôn Ngọc Thành 2, xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa ẩn nấu. Khi bị người dân phát hiện, đối tượng đã lao lên nóc nhà. Nhận tin báo, lực lượng công an đã vận động thuyết phục nhiều giờ, nhưng đối tượng không hợp tác, cố thủ trên nóc nhà nghỉ. Đến khoảng 18 giờ 30 phút tối 2 tháng 3, Tích đã nhảy xuống đất bị thương nặng và được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định. Mới đây, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội đã và đang chia sẻ là hình ảnh, ghi lại hoàn cảnh một gia đình gồm 7 thành viên được ghi nhận tại Làng Sơn. Theo đó, gia đình này gồm hai vợ chồng và năm người con nhỏ cùng đèo nhau trên chiếc xe máy với nhiều vật dụng từ tỉnh Điện Biên đến cửa khẩu Tân Thanh, Làng Sơn để tìm việc làm trang trải cuộc sống. Suốt chặng đường 600 km chủ yếu đèo dốc, thời tiết lại rét buốt, cả gia đình 7 người trên chiếc xe máy cũ khiến ai cũng xót xa. Thấy hình ảnh này, nhiều người đã chụp ảnh gia đình này và đăng tải lên mạng xã hội. Ngay lập tức, loạt hình ảnh đã nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người đã ngỏ ý muốn giúp đỡ hỗ trợ gia đình. Không những vậy, sau khi bài đăng được lan tỏa, điều kỳ diệu đã xảy đến với gia đình đông con này. Qua tìm hiểu, loạt hình ảnh được ghi nhận thuộc về gia đình của anh Sùng Pó Tủa ở bản Suối Voi, Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Theo thông tin được biết, Hội Thiền Nguyện Hữu Lũng Làng Sơn đã liên hệ với Trung tâm Hy vọng để hỗ trợ cho gia đình này. Cả 7 người trong gia đình sẽ được đưa về Trung tâm Hy vọng để có chỗ ăn ở trong những ngày thời tiết giá lạnh. Sau đó, khi gia đình đồng ý và hoàn thiện các thủ tục với chính quyền địa phương, đại diện Trung tâm Thiền Nguyện sẽ tìm việc làm cho hai vợ chồng anh chị, đồng thời nhận nuôi 5 đứa trẻ. Ông Nguyễn Trung Chất, người sáng lập Trung tâm Hy vọng xã Tân Lập, huyện Hữu Lũng, tỉnh Làng Sơn cho biết, Hiện gia đình 7 người đang được ăn nghỉ tại trung tâm dành cho trẻ mồ côi do ông sáng lập. Sau khi hỏi chuyện, ông chắc được biết, hai người quê Sơn La nhưng định cư ở Mường Nhé, Điện Biên đã lâu. Ngày xưa, anh chồng từng đi bốc vác thuê ở cửa khẩu Tân Thanh, nên lần này anh đưa vợ con quay lại với mong muốn kiếm việc làm. Sau khi nhờ công an huyện Hữu Lũng xác minh từ phía địa phương của cặp đôi này, ông chắc được biết nguyên do gia đình dắt díu nhau đi kiếm việc là để trả món nợ 50 triệu đồng mới đây chủ nhà đề nghị anh ấy phải trả nốt số tiền trong vòng mấy tháng nữa nếu không coi như sẽ mất cả số tiền cọc kia hai vợ chồng muốn đi làm để kiếm tiền trả nợ nhưng ở nhà không có ai trong con nên đã mang cả năm đứa trẻ đi cùng ông chắc cho biết sau khi gặp gỡ ông đã ngỏ ý mời cả gia đình tá túc tại trung tâm hy vọng mặc dù không nói được nhiều tiếng kinh nhưng hai vợ chồng tỏ ra vui mừng và đồng ý ông chắc nói nếu muốn ông có thể bao bọc cả năm đứa trẻ cho chúng đi học với điều kiện hai vợ chồng phải về quê, lấy đủ giấy tờ để làm thủ tục cho bọn trẻ. Chị vợ có thể ở lại trung tâm chăm lo cho các cháu, nuôi gà trồng rau tăng gia sản xuất, chúng tôi có thể tìm được công việc phù hợp cho anh chồng ở quanh huyện Hữu Lũng. Tuy nhiên, ông chắc thấy hai vợ chồng vẫn lo lắng về khoản nợ 50 triệu đồng, vì thế ông cho biết đang tìm cách kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ cho gia đình khoản tiền này. Còn việc có ở lại trung tâm hay không là tùy họ quyết định, ông nói người sáng lập trung tâm cũng cho biết, trước mắt ông đã bố trí một phòng riêng cho gia đình ăn ngủ để ổn định sức khỏe trong vài ngày tới. Ông cũng cho năm đứa trẻ vui chơi giao tiếp cùng những đứa trẻ ở trung tâm để xem khả năng giao tiếp tiếng kinh của chúng như thế nào. Nếu cho các cháu đi học ở đây, chắc là các cháu phải mất một thời gian dự thính để quen với ngôn ngữ thì mới học được. Ông chắc cũng chia sẻ thêm rằng, trung tâm ở Hữu Lũng của ông có 30 trẻ, trong đó 22 trẻ đang học phổ thông, 8 trẻ đang học cao đẳng đại học. Tất cả đều là trẻ mồ côi. Nhưng xét thấy hoàn cảnh của vợ chồng anh Tủa rất đáng thương nên ông sẵn lòng giúp đỡ. Sau hơn một tháng xác minh, kiểm tra những nội dung tố cáo của vận động viên Phạm Như Phương về vụ việc thu phế, tiền thưởng và khai khống tiền công tập luyện tại đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao ông Đặng Hà Việt cho biết đơn vị đã có báo cáo gửi Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Theo đó, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao ông Đặng Hà Việt cho biết đã hoàn thành báo cáo toàn bộ vụ việc liên quan tới tố cáo của vận động viên thể dục dụng cụ Phạm Như Phương và gửi tới Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trong ngày 1 tháng 3. Theo báo cáo, Cục Thể dục Thể thao đã cho dừng công tác huấn luyện đối với 4 huấn luyện viên gồm Nguyễn Hà Thanh, Nguyễn Thùy Dương, Nguyễn Thị Thanh Thúy và Đỗ Thị Ngân Thương. Vận động viên Phạm Như Phương đã tố cáo có sai phạm trong việc chấm công các ngày chủ nhật nghỉ lễ. Cụ thể những ngày này, vận động viên huấn luyện viên vẫn được chấm công dù không tham gia tập luyện. Khoản ngày công chủ nhật vẫn được thanh toán cho các vận động viên, họ nhận 50% và 50% còn lại được huấn luyện viên thu. Sai phạm chấm công có liên quan tới hơn 40 vận động viên và huấn luyện viên. Vì vậy, ngân sách chi cho ngày công chủ nhật đang nhận được nhiều sự quan tâm. Trong báo cáo của Cục Thể dục Thể thao gửi Bộ Văn hóa, Truyền thông và Du lịch, Tổng số tiền được xác nhận chi cho ngày công chủ nhật là hơn 200 triệu đồng. Huấn luyện viên Nguyễn Hà Thành, Nguyễn Thùy Dương liên quan tới tố cáo của vận động viên Phạm Như Phương về việc thu 10% tiền thưởng huy chương và 30 đến 50% tiền thưởng nóng thời gian làm công tác huấn luyện tại trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Hà Nội. Còn huấn luyện viên Nguyễn Thị Thanh Thúy và Đỗ Thị Ngân Thương liên quan đến sai phạm trong công tác quản lý, chấm công ngày Chủ nhật và ngày lễ, cũng như việc lập ra các khoản quỹ trái phép trong đội tuyển quốc gia. Hiện huấn luyện viên Nguyễn Thị Thanh Thúy thuộc đơn vị chủ quản Hải Phòng, còn các huấn luyện viên Nguyễn Hà Thanh, Nguyễn Thùy Dương, Đỗ Thị Ngân Thương thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Hà Nội. Hiện tại, Cục Thể dục Thể thao đã điều chuyển bà Phan Thị Hà Thanh tạm thời giữ vai trò huấn luyện viên trưởng của đội tuyển nữ thể dục dụng cụ quốc gia ngoài ra trong báo cáo gửi bộ văn hóa thể thao và du lịch cục thể dục thể thao đã đề xuất bộ thành lập đoàn kiểm tra về công tác quản lý các đội tuyển tại trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia hà nội nhằm đảm bảo tính chính xác khách quan công khai minh bạch Đồng thời, phía Cục Thể dục Thể thao sẽ tiếp tục khẩn trương giả soát và bổ sung các quy định về việc quản lý, chấm công tập thêm các ngày Chủ nhật, ngày lễ đối với các đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia, xác minh làm rõ số lượng vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển thể dục dụng cụ nữ quốc gia và các đội tuyển khác nếu có trong các buổi tập các ngày Chủ nhật và ngày lễ trong các năm 2021, 2022 và 2023. Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, bệnh viện đang điều trị cho nhiều bệnh nhân bị gãy cột sống do tai nạn trong lúc hái tiêu. Một trong những bệnh nhân nói trên là chị Phùng Thị Liên, sinh năm 1986, trú tại xã Quảng Phú, huyện Crono, tỉnh Đắk Nông. Cách đây khoảng một tuần, chị Bắc Thang leo lên hái tiêu trong diện tích dãy của gia đình. Trong lúc đứng trên thang hái tiêu, không may thang bị trượt, khiến chị Liên ngã từ độ cao 5 mét xuống đất. Ngay sau đó, chị được người nhà đưa đến bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu trong tình trạng đau buốt, không cử động lưng được. Sau khi thăm khám, bác sĩ chẩn đoán chị Liên bị gãy hai đốt sống và được chỉ định phẫu thuật để xử lý vết thương và điều trị kịp thời. Tương tự, chị Hoàng Thị Nhung, sinh năm 1972, trú tại thôn 13, xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cũng không may bị té ngã trong lúc hái tiêu. Chị Nhung chia sẻ: "Hôm đó, tôi đang ngồi trên ngọn thang cao 3,5m để hái tiêu thì thang bất ngờ bị nghiêng một chân ngả ra ngoài. Lúc này, tôi bị té xuống đất, dẫn đến khó thở, đau buốt, bị tê cột sống hai chân và không nói được." Thấy vậy, những người đi làm cùng đã gọi cho người nhà đến đưa tôi vào bệnh viện cấp cứu. Tại bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, các bác sĩ chẩn đoán tôi bị gãy một đốt sống, chèn ép tủy và được chỉ định phẫu thuật gấp để điều trị kịp thời. Hay đó là trường hợp của bà Võ Thị Huệ, sinh năm 1967, trú tại xã Ea Đương, huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk, bị dập hai cột sống sau khi té từ trên thang xuống đất. Bà Huệ nhớ lại, vào ngày 23 tháng 2, trong lúc trèo lên chiếc thang cao 3 mét để hái tiêu trên dãy của gia đình thì luồng gió lớn bất ngờ kéo đến, khiến chiếc thang bị lật ngã ngửa. Cùng lúc đó, tôi bị hất văng xuống đất. Sau khi được người nhà đưa đến bệnh viện thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bà Huệ bị dập hai đốt sống và được chỉ định phẫu thuật. Bác sĩ Huỳnh Như Đồng, trưởng khoa ngoại thần kinh bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, sau khi phẫu thuật, sức khỏe của các bệnh nhân đang dần ổn định, hồi phục tốt. Các bệnh nhân đỡ đau nhiều, có thể tập đứng, tập đi lại được và không có dấu hiệu để lại di chứng cũng theo bác sĩ Đồng cho hay, từ sau Tết Nguyên đán năm 2024 đến nay, có hàng trăm trường hợp được đưa vào bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để cấp cứu, điều trị do tai nạn trong lúc hái tiêu, trong đó có nhiều bệnh nhân bị gãy tay, gãy chân, vừa gãy cột sống, có trường hợp bị chấn thương sọ não, trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ 5 đến 10 trường hợp, trong đó có nhiều bệnh nhân phải chỉ định mổ cấp cứu để can thiệp kịp thời, nhằm ngăn chặn các di chứng. Theo bác sĩ Đồng, nhiều trường hợp sau khi bị té ngã trong lúc hái tiêu dẫn đến gãy cột sống nhưng không nhanh chóng đến bệnh viện để thăm khám, điều trị kịp thời mà ở nhà đắp lá, đắp thuốc. Đến khi được đưa đến bệnh viện muộn thì di chứng rất nặng nề, có thể bị liệt hai chân, bí tiểu tiện và đại tiện, dẫn đến quá trình cấp cứu, phẫu thuật điều trị cho những bệnh nhân này gặp nhiều khó khăn và kéo dài thời gian. Do đó, nếu không được can thiệp điều trị kịp thời nhanh chóng thì không những ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân mà còn tốn kém tiền bạc của gia đình từ những phân tích nói trên bác sĩ đồng khuyến cáo mỗi người dân cần phải mua bảo hiểm y tế cho riêng mình để khi không may bị tai nạn vào bệnh viện điều trị phẫu thuật sẽ đỡ tốn kém đỡ chi phí của mỗi ca phẫu thuật cuộc sống lên đến mấy chục triệu đồng mặt khác người dân cần phòng bệnh hơn chữa bệnh người dân đi hái tiêu cần trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động để nếu có té ngã thì sẽ không để lại thương tích nặng nề bác sĩ đồng nhấn mạnh Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an quận Long Biên thành phố Hà Nội đã lập hồ sơ xem xét xử lý vụ bốn mẹ con nghi nhảy cầu Đông Trù, phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Theo Công an thành phố Hà Nội, sáng ngày 1 tháng 3, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố tiếp nhận tin báo từ người dân về việc có một ô tô mang biển kiểm soát 88A dừng đỗ trên cầu Đông Trù nhưng không thấy người bên trong hoặc trông giữ xe. Người dân nghi có người nhảy cầu nên báo lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy sau đó đã điều động lực lượng cứu nạn cứu hộ và lực lượng cảnh sát 113 Long Biên tổ chức xác minh thông tin và tìm kiếm. Đến 11 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng xác định chị NTTH, chú tại xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, là người điều khiển chiếc xe ô tô trên, chở ba con trai đến cầu Đông Trù. Sau đó, bốn mẹ con xuống xe bỏ đi. Mục đích là chị H muốn dọa chồng chứ không có ý định nhảy cầu chị H đã gọi điện báo cho gia đình chồng biết bốn mẹ con vẫn an toàn. Trước thông tin trên, nhiều người thở phào vì tính mạng bốn mẹ con không gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, nhiều ý kiến bức xúc lên án hành động bồng bột, thiếu suy nghĩ của người mẹ đã khiến nhiều người lo lắng. Đặc biệt, lực lượng chức năng phải vất vả tìm kiếm nhiều giờ giữa trời giá rét. Cộng đồng mạng cho rằng cần phải xử lý người phụ nữ đã gây hoang mang dư luận. Dưới góc độ pháp lý, theo quan điểm của luật sư Nguyễn Anh Thơm, đoàn luật sư Hà Nội, hành vi của người vợ điều khiển xe ô tô dừng đỗ trên cầu, để lại thư tuyệt mệnh cũng như bốn đôi dép trên cầu là những thông tin giả. Hành vi của người vợ đã vi phạm điểm C, khoản 3, điều 7, Nghị định 144-2021 NDCP ngày 31 tháng 12 năm 2021, quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phòng chống bạo lực gia đình. Theo đó, Người vợ có thể bị xử phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi báo thông tin giả không đúng sự thật đến các cơ quan tổ chức có thẩm quyền. Ngoài ra, người vợ còn có thể bị xử phạt về hành vi dừng đỗ xe ô tô trên cầu phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Bên cạnh đó, người có hành vi đỗ xe ô tô trên cầu còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng. Còn theo ý kiến của tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường trưởng văn phòng luật sư chính pháp đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết đây là sự việc không đáng có, sẽ là bài học rút kinh nghiệm cho nhiều người khi đưa tin sai sự thật gây lo lắng cho các thành viên trong gia đình và làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, gây mất thời gian và công sức của cán bộ, cơ quan chức năng. Theo luật sư, việc quyên sinh có thể không phải chịu chế tài của pháp luật, nhưng nếu mang con đi quyên sinh, sát hại con thì đó là hành vi vi phạm pháp luật là hành vi giết người và người thực hiện hành vi sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với chế tài có thể cao nhất là tử hình nếu còn sống. Luật sư Đặng Văn Cường nêu quan điểm, nếu vì mâu thuẫn vợ chồng mà đe dọa giết con, mang con đi quyên sinh khiến cho những đứa con và những người thân trong gia đình lo sợ sự việc có thể xảy ra thì có thể truy cứu trách nhiệm hình sự người đe dọa đó về tội đe dọa giết người mặc dù hành vi chưa thực hiện, hậu quả chưa xảy ra. Hành vi giận cá chém thớt vì mâu thuẫn mà mang con đi quyên sinh là hành vi vi phạm pháp luật và rất đáng lên án, cho dù đó chỉ là ý định, suy nghĩ trong đầu thì suy nghĩ này cũng phải loại bỏ để đảm bảo duy trì hạnh phúc gia đình, bảo vệ tính mạng cho những người thân trong gia đình. Nếu chỉ vì những suy nghĩ không tới, thiếu kỹ năng sống mà người phụ nữ này nghĩ quẩn thì những đứa trẻ vô tội có thể chết oan, đây là điều cần phải có giải pháp để ngăn chặn, để bảo vệ trẻ em. Luật sư Cường nêu quan điểm